你丫的骗子！ 太他妈贱了我！아니요. 여기 해석병원 응급 이름이 뭡니까? 유시진입니다. 반가워요. 피모야停摆呢？ทำไมฉันถึงยังอยู่กับนัททั้งที่ตอนนี้ก็ดึกแล้วออฟฟิศก็ไม่เหลือใครสักคนหนึ่งอ่ะทำไมนะ? À, em rất là thích coi phim Hồng Diệp Mặt Trời. Chào bạn, bạn có xem phim Tình Yêu Không Có Lỗi bao giờ không? À, đã từng. Đây là fan cũ chưa cậu? Chưa gặp bất kỳ phim nào hết. À, nhưng mà các phim thì mình thích nhất là Tình Ẩn. Mình cũng coi bạn đọc của... À, mình thích phim Hồng Diệp Mặt Trời nhất. Phim đấy thì rất là nổi tiếng nhưng mà mỗi phim Thức Ẩn là mình chưa được xem. Thức Ẩn thì mình xem rồi. Thì xem Hồng Diệp Mặt Trời không ạ? À, có em ạ. Lý do thứ nhất là tại vì phim có rất là nhiều diễn viên đẹp. Thứ hai là chủ đề của phim nói về những cái người mà cống hiến sức lực của mình để cho dành những điều tốt nhất cho tổ quốc của mình cũng như là bảo vệ tổ quốc. Và em rất là thích diễn viên nam trong phim tại vì khi mà mặc đồ lính lên rất là oai và cảm thấy rất là thích những cái người quân nhân như vậy. Hằng ngày chị buôn bán rất là bận rộn nhưng buổi tối về chị rảnh là chị đâu về chị coi. Vì trong phim đó có một anh chàng bộ đội rất là đẹp trai. Chị rất là thích anh chàng đó. Vì đây là phim thứ 3 Trung Quốc làm về vấn đề đồng tính. Thì trước đó có hai bộ phim chuyển thể trước. Vì một bộ của Sài Cây Đảng là Nghịch Tập, còn một bộ khác là Lai Lớp. Thì Lai Lớp đã làm được 2 phần, còn Nghịch Tập thì chỉ làm 1 phần thôi. Thì phim thứ 3 là Thượng Ẩn. Thì so với hai cái phần phim đầu chuyển thể thì phim này nó được đầu tư nhất là về kịch bản, thứ hai là về mặt hình ảnh quay tốt hơn và thứ ba là đầu tư về cả diễn viên. Thì về mặt diễn xuất thì diễn tốt, nếu mà coi ở hai phim trước sẽ thấy là diễn tốt hơn rất nhiều. Thì mình nghĩ là chính ba yếu tố này đã tạo nên cái sức bật cho cái mảng bộ phim Boy Love ở Trung Quốc, chứ hai phim trước thì hoàn toàn mọi người không biết tới nó là gì. Thật ra thì mình xem giải trí nhưng mà nó cũng khá là đáng là gì để xem, tại vì mỗi tập phim là nó đều đẩy lên kịch tính, tức là nó biết sắp xếp câu chuyện để mỗi tập mình thấy hay, mình muốn xem tập tiếp theo. Tại vì cái nội dung phim thì nó có nhiều cái tình tiết xảy ra làm cho mình cảm giác giống như là đó là cái câu chuyện mà mình từng đã gặp phải cái vấn đề đó trong cuộc sống. Vậy bạn có thể chia sẻ một chút về cái khoảng thời gian đó không? Mình muốn giữ bí mật riêng cho mình. Mình không phải là không thích mà tại vì mình không có coi. Đó là bộ phim Tình Yêu Không Có Lỗi Là Ở Bản Thân. Thực ra mình biết hết các diễn viên trong đó nhưng mà nó ở thuộc một cái phạm trù nội dung mình không có thích, là về vấn đề tình yêu. Và thứ hai là nó được đẩy lên drama quá mức, là nó bị over, nó bị quá mức cái tình cảm rồi mấy cái thứ đó mình không phải thuộc thể loại mình coi, cho nên là mình không có muốn coi. Không, mình không có xem phim đó. Mình cũng đã từng xem qua tập 1 rồi nhưng mà mình thấy nó quá lâm ly bi đát và nó cứ cảm giác nó cứ sai sai sao. Không có xem phim Thượng Ẩn tại vì đó cũng không phải style của mình, tức là mình ít xem những phim về tình yêu đồng tính thì thôi. Dạ, chắc là đó cũng là một cái chủ đề mà Việt Nam mình thiếu. Chủ đề như vậy thì em thấy là tạo được cho giới trẻ một cái cách nhìn khác cũng như là thúc giục tinh thần của thanh niên hiện nay hơn. Mình nghĩ là không. Mình nghĩ là nó sẽ khó. Cảm thấy là nó cũng sẽ không hay bằng phiên bản Hàn, mình nghĩ vậy.